Ta môn mặc áo pháp. Ngươi như vậy, các ngươi cầu Phật đạo không nên thân cận, không nên cúng dường cung kính, vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì nên biết người ấy đã rơi vào tăng thượng mạn. Thế nên nếu Bồ Tát muốn không bỏ nhất thiết chí, muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhất tâm muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn lợi ích chúng sanh, thời không nên thân cận, cung kính, cúng dường người ấy. Pháp của Bồ Tát là thường nên siêng cầu tư lợi, nhàm sợ thế gian, tâm thường xa lìa ba cõi, đối với người ấy nên khởi tâm từ bi, hỷ, xả. Ta Tu Bồ Tát đạo, không nên sinh các tội lỗi như vậy, nếu sinh hãy nên diệt gấp. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên khéo giác tỉnh việc ấy, đối với việc ấy khéo tự mình ra khỏi. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát thâm tâm muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hãy nên thân cận, cung kính, cúng dường thiện tri thức. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là thiện tri thức của Bồ Tát? Phật bảo Tu Bồ Đề, các Đức Phật là thiện tri thức Bồ Tát, các Bồ Tát cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, A-la-hán cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, sáu ba la mật cũng là thiện tri thức của Bồ Tát, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung cũng là thiện tri thức của Bồ Tát. Như thực tế, pháp tánh cũng là thiện tri thức của Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, sáu ba la mật là Thế Tôn, sáu ba la mật là đạo, sáu ba la mật là ánh sáng lớn, sáu ba la mật là ngọn đuốc, sáu ba la mật là cứu vớt, sáu ba la mật là trí, sáu ba la mật là tuệ, sáu ba la mật là cứu vớt, sáu ba la mật là chỗ về, sáu ba la mật là gò bãi, sáu ba la mật là đạo rốt ráo, sáu ba la mật là cha mẹ. Bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy, vì sao? Vì sáu ba la mật và 37 pháp trợ đạo cũng là cha mẹ của chư Phật quá khứ, cũng là cha mẹ của chư Phật vị lai, hiện tại, vì sao? Vì chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều từ trong sáu ba la mật, 37 pháp trợ đạo xuất sanh. Vì thế nên Bồ Tát muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác nghiêm tịnh cõi Phật. Thành tựu tuệ giác chúng sanh, nên học sáu ba la mật, 37 pháp trợ đạo và bốn nhiếp pháp mà nhiếp thủ chúng sanh. Những gì là bốn nhiếp pháp? Đó là bố thí ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Này Tu Bồ Đề, vì sự lợi ích ấy nên ta nói sáu ba la mật và 37 pháp trợ đạo là Thế Tôn của Bồ Tát. Là đạo, là ánh sáng lớn, là ngọn đuốc, là trí, là tuệ, là cứu vớt, là chỗ về, là gò bãi, là đạo rốt ráo, là cha mẹ của Bồ Tát. Do lẽ ấy nên Bồ Tát muốn không theo lời dạy của người khác, mà an trú muốn dứt hết nghi lầm cho chúng sanh, muốn nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sanh, nên học Bát Nhã Ba La Mật, vì cớ sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật nói rộng các pháp, đó là chỗ Bồ Tát nên học. Luận hỏi, trong phẩm chẳng thoái chuyển đã nói rộng tướng trạng chẳng thoái chuyển, cớ sao nay nói lại? Đáp, nghĩa Bát Nhã Ba La Mật được nói đều là tướng trạng chẳng thoái chuyển, nhưng trong phẩm chẳng thoái chuyển nói nhiều việc ấy. Còn trong các phẩm khác cũng có nhiều chỗ nói tướng trạng chẳng thoái chuyển nhưng không có thứ lớp. Có người nói, vì chúng sanh hậu lai mà nói tướng trạng chẳng thoái chuyển với lời lẽ khác. Có người nói, có hai thứ chẳng thoái chuyển. Một, là đã được thọ ký. Hai, là chưa được thọ ký. Được thọ ký có hai. Một, là được thọ ký trong hiện tiền. Hai, là không được thọ ký trong hiện tiền. Không được thọ ký trong hiện tiền có hai. Một, là đầu ý đủ nhân duyên thọ ký. Hai, là chưa đầy đủ nhân duyên thọ ký. Đầy đủ nhân duyên thọ ký là biết thực tướng các pháp đầy đủ sáu ba la mật. Không đầy đủ nhân duyên thọ ký là chỉ biết thực tướng các pháp được một phần Bát Nhã Ba La Mật, còn các ba la mật khác chưa đầy đủ. Bồ Tát ấy có thể đối đáp như Bồ Tát chẳng thoái chuyển, đây là tướng trạng chẳng thoái chuyển, được nói ở cuối phẩm trước. Thế nên thư lớp nói, trong mộng không tham hai địa nhị thừa, nên tuy chưa đầy đủ pháp chẳng thoái chuyển cũng gọi là chẳng thoái chuyển, như vậy nên trong phẩm này thứ lớp nói. Bồ Tát ấy trong ban ngày, thường tu tập. Không nên ban đêm ở trong mộng cũng không tham ba cõi. Người ấy thường tu hành tâm từ bi đối với chúng sanh, ưa vui Phật Pháp, nên không tham nhị thừa, hoặc khi mộng, khi thức đều quán các pháp như mộng, như huyễn. Bồ Tát ấy tuy chưa được hiện tiền thọ ký, chưa đầy đủ các pháp khác cũng được gọi là tướng trạng chẳng thoái chuyển, vì sao? Vì Bồ Tát thoái chuyển ở hai nơi. Một, là đắm trước cái vui của thế gian nên thoái chuyển. Hai, là thủ chứng nhị thừa nên thoái chuyển.
Còn Bồ Tát tâm kiên cố, sâu vào không và có tâm từ bi, nên cho đến trong mộng cũng không tham ba cõi nhị thừa, huống gì trong khi thức. Lại nữa, nếu Bồ Tát trong mộng thấy Phật thuyết pháp ở giữa đại chúng trời, người, đó là nghĩa thực tướng các pháp. Bồ Tát biết nghĩa ấy tâm hợp với pháp. Lại nữa, pháp bí mật của chư Phật, Bồ Tát trong mộng được thấy, đó là thấy thân Phật vô lượng quá núi Tu Di, sắc vàng diêm phù đề tự trang nghiêm với 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, phóng ra vô lượng hào quang, phạm âm thuyết pháp. Lại từ lỗ chân lông trên thân, biến ra vô lượng hóa Phật đi đến 10 phương dùng sức phương tiện, thi hành Phật sự, độ thoát chúng sinh. Bấy giờ Bồ Tát ấy thấy sức thần thông của Phật nên thâm tâm trong sạch hỏi Phật Pháp, biết được thực tướng các Pháp ấy gọi là chẳng thoái chuyển. Bồ Tát ấy thường tập hành rốt ráo không, nên các phiền não chấp ta và của ta bị bẻ mỏng, cho đến đối vói tự thân không tiếc, huống gì kẻ thân thích khác. Vì nhân duyên ấy nên nếu trong mộng thấy hoặc tự thân, hoặc cha mẹ, hoặc bị giết, hoặc chết, và làng xóm bị phá hoại cũng không ưu não sợ hãi. Khi thức dậy suy nghĩ, như trong mộng không chết mà thấy chết, không sợ mà thấy sợ, hết thảy ba cõi đều như vậy, chứ dâu chỉ trong mộng. Khi ta thành Phật sẽ vì chúng sanh nói các pháp rốt ráo không, như mộng. Lại nữa, có Bồ Tát khi gieo trồng nhân duyên về cõi nóc thanh tịnh nguyện rằng, ta trong thời gian bao nhiêu chứa nhóm công hạnh làm cõi nước thanh tịnh. Tu tập tâm ấy, nên trong mộng nếu thấy chúng sanh ba đường ác, liền được tâm ấy, khi ta thành Phật khiến cõi nước ta cho đến không có danh tự ba đường ác. Lại nữa, Bồ Tát thường tu tâm từ bi, nên trong mộng thấy lửa địa ngục đốt chúng sinh liền thề, lửa liền tắt. Khi thức dậy giữ lấy tòng ấy, nếu thấy lửa thiệt đốt thành quách liền nghĩ rằng, ta trong mộng có thể làm tắt lửa, thời lửa này cũng sẽ tắt, vì cớ sao? Vì Phật nói cảnh mộng và thức không khác nhau. Do Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp tu tập phước đức được thật tướng các pháp nên quỷ thần, Long Vương giúp đỡ làm tắt lửa. Trong đó có thứ lửa không tắt mà đốt cháy một nhà chừa một nhà, đó là vì chúng sinh tội nặng, sức phước đức và trí tuệ của Bồ Tát không thể dứt tội nặng ấy vì đó là tội phá pháp. Pháp đây là Bát Nhã Ba La Mật. Sự lợi ích của các pháp khác không sánh kịp Bát Nhã Ba La Mật thế nên phá Bát Nhã Ba La Mật mắc tội nặng. Do sức thệ nguyện của Bồ Tát nên lửa không thứ lớp đốt cháy, chỉ vì tội nặng không thể cứu chứ không ngại gì tướng trạng chẳng thoái chuyển. Bị kẻ phi nhơn cầm giữ cũng như lửa chú thuật. Có Bồ Tát chưa biết vô sinh pháp nhẫn, nghe nói đọc câu chú chẳng thoái chuyển, củi bỏ đi, liền đọc chú. Bồ Tát ấy tự mình chưa có sức ác ma đến khiến quỷ thần bỏ đi, lại tự ỷ thị cho là do sức của mình. Vì có lỗi lầm như vậy nên Phật dạy phải giác tĩnh. Lại nữa, Bồ Tát chưa vào chính vị, ác ma hiện các loại hình, theo tâm niệm của Bồ Tát đi đến nói rằng, ông đã được thọ ký, ông có tướng ấy, chỉ vì mắt thịt nên không biết. Do nhân duyên đó, nên Bồ Tát sinh tâm tăng thượng mạn, khinh miệt người khác. Lại nữa, Bồ Tát không ngộ được thực tướng các pháp, không biết năm uẩn hòa hợp bèn có ra tướng danh tự. Ác ma đi đến thọ ký cho rằng, ông sẽ làm Phật danh tự như vậy. Bồ Tát ấy suy nghĩ ta vốn có ý nghĩ về danh tự ấy, nay ma nói đồng với sở nguyện của ta. Chắc chắn chư Phật thọ ký cho ta thế nên sanh tâm kiêu mạn, khinh các đại Bồ Tát khác. Do nhân duyên ấy nên xa lìa đạo vô thượng, khi chịu tôi xong, lại rơi vào hàng nhị thừa. Nếu ngay thân này biết sám hối, thời sau khi đền tội xong sẽ trở lại nương tạ Bát Nhã Ba La Mật được làm Phật, vì cớ sao? Nếu để qua thân khác mới sám hối thời tội càng nặng khó dứt không được làm Phật. Tâm Bồ Tát ấy đắm trước vào danh tự xuông, mắc tội nặng nên Phật nói thí dụ về bốn trọng cấm. Phá trọng cấm ấy thời hiện thân không được thành bốn đạo quả, vì cớ sao? Vì trong bốn trọng cấm tội đại vọng ngữ là tự xưng ta là A-La-Hán. Còn trong kinh này, đắm trước theo danh từ thọ ký mà tự cho mình sẽ làm Phật nên tội nặng hơn phạm bốn trọng cấm. Quá hơn tội ngũ nghịch là như trong phẩm địa ngục đã nói về tội phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Ma sự vi tế, tế là không trái ý kia tùy theo bản nguyện của người kia giúp thành tâm niệm họ. Bồ Tát ấy chưa pháp chẳng thoái chuyển, bị ma dối gạt nói đã được. Đó là ma sự vi tế. Hàng Bồ Tát lợi căn nên giác tĩnh trừ bỏ xa lìa. Lại nữa, Bồ Tát ở chỗ xa lìa làng xóm ác ma đi đến khen ngợi rằng,
Người có thể xa lìa thân tộc, bạn đồng học một mình ở giữa rừng sâu, hành Phật đạo, ấy là đạo hạnh của vị chân Bồ Tát. Bồ Tát nghe lời nói ấy sanh tâm kiêu mạn, khinh các Bồ Tát khác đang ở giữa đại chúng. Vì việc ấy nên xa lìa Phật đạo, rơi vào nhị thừa. Phật dùng mọi cách quở trách Bồ Tát ấy là giặc là chiên đà la vân vân, như trong kinh này nói, không nên thân cận hạng người ấy. Phật nói xa lìa là tâm xa lìa nhị thừa, ba cõi, ấy là chơn xa lìa. Như trong kinh nói rộng về các ma sự vi tế như ấy, hãy nên giác tĩnh mà xa lìa. Lại nữa, Bồ Tát thâm tâm muốn cầu được đạo vô thượng. Thâm tâm là nhất tâm, là tâm chuyên nhất, tâm cẩn trọng, tâm ưa Phật đạo, vượt ra ngoài cái vui thế gian, nên thân cận thiện tri thức, vì cớ sao? Vì có hai nhân duyên được vô thượng đạo. Một, là trong. Hai, là ngoài. Trong là nhớ nghĩ, tư duy, chủ lượng các pháp một cách đúng đắn. Ngoài là thiện tri thức. Phật ở nhiều nơi nói về tướng mạo thiện tri thức, thế nên tu Bồ Đề hỏi Phật. Thế nào là thiện tri thức của Bồ Tát? Phật đáp, chư Phật, Đại Bồ Tát và Thanh Văn là thiện tri thức của Bồ Tát. Sáu ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, như nhược pháp tánh, thực tế cũng là thiện tri thức. Vì các pháp ấy có thể làm thành tựu sự việc Bồ Tát nên nói sáu ba la mật vân vân, là thiện tri thức. Ba hạng thánh nhân lấy sáu ba la mật ấy, khiến Bồ Tát phụng hành, được làm Phật. Thế nên pháp và người chung gọi là thiện tri thức. Hỏi, Phật và Bồ Tát, sáu ba la mật có thể làm thành Bồ Tát nên là thiện tri thức, còn tiểu thừa đạo thì khác, làm sao cùng làm thiện tri thức được? Đáp, có người tiểu thừa đời trước cầu Phật đạo nên có lợi căn. Tuy là tiểu thừa mà có tâm thương xót, xem xét họ có thể thành đại thừa nên vì họ nói pháp đại thừa, biết báo ân Phật, khiến cho giống Phật không dứt. Như Xá Lợi Phất trong 60 kiếp cầu Phật đạo tuy thoái chuyển là A-la-hán, nhưng cũng có trí tuệ lợi căn có thể vì hàng Bồ Tát nói pháp đại thừa. Tu Bồ Đề thường tu hạnh vô tánh tam muội, thường có tâm từ bi đối với chúng sanh nên cũng có thể giáo hóa hàng Bồ Tát về pháp đại thừa. Như Mahaka Diếp dùng sức, thần thông duy trì thân này cho đến ngày Phật Di Lặc ra đời, ở núi Cửu Túc đi ra, làm nhân duyên đắc đạo cho đại chúng. Những việc như vậy rất nhiều. Hỏi, sáu ba la mật thu nhiếp hết các pháp, sau nay còn nói riêng 37 pháp trợ đạo cho đến như pháp tánh, thật tế. Đáp, sáu ba la mật là nói lược, bốn niệm xứ vân vân, là nói rộng, giải thích sáu ba la mật. Sáu ba la mật là sơ đạo của Bồ Tát hơi xa, còn 37 pháp trợ đạo là nhân duyên gần. Trong sáu ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật rất lớn. Thí như tuy có nhiều sao sáng, mà mặt trời, mặt trăng sáng hơn. Trong hai ba la mật ấy, bốn niệm xứ và 10 trí lực của Phật rất thù diệu, có thể làm lợi ích lớn, hiện đời làm cho người ta đắc đạo, còn trì giới, bố thí vân vân, không sánh bằng. Nói riêng về pháp vô vi, như pháp tánh, thật tế, vì là chân thật không hư dối, nên có thể thành Bồ Tát sự. Tu bốn niệm xứ, ngộ được như pháp tánh khiến Bồ Tát ra khỏi hư dối nên gọi là thiện tri thức. Lại nữa, sáu ba la mật như Phật không khác, hiện tại Phật dùng pháp ấy độ người, nên gọi là Thế Tôn. Lời Thế Tôn nói không thể hoại, lời của sáu ba la mật nói cũng không thể hoại, thế nên nói sáu ba la mật là Thế Tôn. Đó là đạo tu theo đạo ấy đi thẳng vào vô lượng Phật Pháp. Những lời nói trong sáu ba la mật, người biết chủ lượng tư duy phân biệt thường tu hành thời được trí tuệ lớn. Phá các vô minh thế gian, thế nên nói sáu ba la mật là ánh sáng lớn, là đuốc lớn, là trí, là tuệ, là cứu vớt, là chỗ về, là gò bãi, là đạo rốt ráo như trên nói. Bát nhã ba la mật là mẹ, năm ba la mật kia là cha, hợp lại nói sáu ba la mật là cha mẹ, như sáu ba la mật nói về bốn niệm xứ cũng như vậy. Trong kinh này nói nhân duyên sáu ba la mật cũng là cha mẹ của chư Phật mười phương ba đời. Sáu ba la mật là pháp tự lợi. Người tu hành muốn lấy sáu ba la mật giáo hóa chúng sanh, nghiêm tịnh cõi Phật nên lấy bốn nhiếp pháp thủ chúng sinh. Tự lợi, lợi tha như vậy nên Phật nói sáu ba la mật, 37 pháp trợ đạo là Thế Tôn, là đạo. Thế nên Bồ Tát nếu muốn không tùy theo giáo lý khác. Không tùy theo giáo lý khác là tự biết thực tướng các pháp, cho đến gặp ma biến làm thân Phật đi đến nói khác với pháp thực tướng cũng không tin, không theo. Tự được Bồ Tát đạo, dần dần đầy đủ Phật Pháp, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, được Phật đạo nên có thể dứt nghi lầm cho chúng sinh.
nếu muốn được đạo ấy nên học Bát Nhã. Trong Bát Nhã Ba La Mật nói đủ các việc thế gian, xuất thế gian, hoặc lớn hoặc nhỏ. Hết cuốn 76 theo bản Hán.